nó cũng y như đạo Phật và đạo Công giáo, cái lợi và cái hại, không có đạo nào trên thế gian này đều là perfect hết, chỉ có đạo Thiên Tâm là perfect. Là gì? Nó sẽ ứng dụng và nó có thể, thí dụ như bên đạo Phật, ăn chay nha con, 10 ông thầy dùng cái chữ ăn chay trường nha con, chay trường nha con, đi phóng sanh nha, để trong cái thao nhảy cà độc, nhảy cà đóng vậy đó, rồi bảo đảm có vài con cũng chết. Cái hình thức không mà, quay phim thôi. Ăn chay hả, ban đêm mấy ông có ăn chay không? BD thì ôm BD. Đúng không? Hình thức không. Đạo Thiên Tâm vẫn là ăn chay. Ăn chay khi cái tuổi lớn, ăn chay giống như ông Edwin. Trong nhóm đệ tử của Thiên Tấn Kiệt có một ông bây giờ gọi là được cái chứng tu đà hoàng. Ông có thể nhìn thấy những cái công thức hộ dạy thiền á, ông nhìn thấy này nọ nhưng mà ông chưa nói chuyện được. Ông bây giờ ông cũng giống như ông Richie Ramoche dưới chùa á. Ông nhìn thấy ngạ hồ, ông nhìn thấy tùm lum hết. Nhưng sư phụ kêu, ê Du phải ăn chay nha, tại Du đã bắt đầu lên tới đây rồi. Còn những đứa đệ tử nhí nhí này kêu nó ăn chay sao ăn nổi. Nó ăn sao mà đi nhổ cỏ nổi. Đúng không? Trên đạo Thiên Tâm của mình là nó thích ứng từ theo người. Ví dụ như mỗi khóa mình nói cái này thì nó lan rộng thế giới. Tùy theo cái trường hợp mình chỉ cần thực tế mà mình giữ được 12 giới luật mới là quan trọng. Khi nào mấy con làm sai 12 giới luật á thì khác. Thế còn bây giờ kêu Hải của mình nó làm body shop, trời ơi còn mỗi ngày con chèm cái tay của con đánh với nhám kiểu này cho vụ kêu ông chai trường cho con ăn nổi, trời ơi, không có kêu vậy. Nhưng mà ít nhất từng con cũng ở về mùng 4, 15, 3, mùng 1, 30 phải không đại khái, để cho mình biết là mình là người khác, người thường là mình tu. Nhưng mà đừng có chấp vào cái chuyện đó.